thưa quý vị, với việc ban hành Nghị định 16 năm 2022, Chính phủ đã đưa ra nhiều mức phạt mới khi vi phạm quy định về xây nhà ở. Dưới đây là tổng hợp 5 quy định nổi bật trong năm 2022 người dân cần biết khi muốn xây nhà. Thứ nhất, xây nhà phải có giấy phép xây dựng. Giấy phép xây dựng là văn bản được cấp để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Theo đó, người dân muốn xây nhà, sửa nhà thì phải xin phép xây dựng, trừ các trường hợp nêu tại khoản 30 điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020. Nhà ở riêng lẻ ở đô thị có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. Nhà cấp 4, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, xây dựng khu chức năng hoặc điểm dân cư nông thôn ở miền núi, hải đảo. Đồng nghĩa các trường hợp còn lại không nằm trong các trường hợp nêu trên, khi muốn xây dựng thì phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền. Thứ hai là không xây nhà ở quá số tầng cho phép. Theo đó, khoảng 4 điều 12 Luật Xây dựng năm 2014 khẳng định, một trong các hành vi bị cấm khi xây dựng công trình, trong đó cái xây dựng nhà ở là xây dựng công trình không đúng quy định xây dựng, trừ trường hợp có giấy phép xây dựng có thời hạn, vi phạm chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp. Như vậy, hành vi xây nhà quá số tầng cho phép, không đúng thiết kế xây dựng, không đáp ứng điều kiện về số tầng được phép xây dựng trong giấy phép xây dựng là một trong các hành vi bị nghiêm cấm. Thứ ba, xây nhà trước khi có giấy phép bị phạt đến 100 triệu đồng. Theo khoản 39 điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, chỉ được khởi công xây dựng nhà ở khi có giấy phép xây dựng, nếu nhà ở đó thuộc trong các trường hợp phải có giấy phép xây dựng. Do đó, nếu xây nhà khi chưa có giấy phép, kể cả trường hợp đang xin cấp giấy phép nhưng chưa có, thì vẫn thuộc trường hợp bị cấm và bị xem là xây dựng không có giấy phép. Thứ tư, không được để vật liệu xây dựng rơi xuống khu vực xung quanh. Đây là một trong những hành vi bị cấm theo quy định tại khoản 1 điều 16 Nghị định 16 năm 2022 của Chính phủ. Cụ thể, nếu xây nhà không che chắn hoặc có che chắn nhưng rơi vãi vật liệu xây dựng xuống khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định thì sẽ bị xử phạt như sau. Khi xây nhà ở riêng lẻ hoặc công trình xây dựng khác thì phạt tiền từ 3 cho đến 5 triệu đồng. Khi xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng thì phạt tiền từ 15 cho đến 20 triệu đồng. Và cuối cùng là tăng mạnh mức phạt khi xây nhà lấn đất hàng xóm. Khi xây nhà nhưng cơi nới, lấn chiếm diện tích không gian được quản lý sử dụng hợp pháp của nhà hàng xóm hoặc khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung thì sẽ bị phạt tiền theo quy định tại khoản 10, điều 16, Nghị định 16 năm 2022 của Chính phủ. Cụ thể như sau, từ 80 cho đến 100 triệu đồng khi xây dựng nhà ở riêng lẻ, từ 100 cho đến 120 triệu đồng khi xây dựng trong khu bảo tồn, di tích lịch sử, văn hóa hoặc công trình xây dựng khác. Trên đây là một vài thông tin mà công ty luật ACC cung cấp đến cho các bạn về 5 điều cần biết khi xây nhà năm 2022. Nếu vẫn còn những thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.